Hello, xin chào gì các bạn. Mấy bữa trước có anh kia tặng em một mớ dây nguồn đồ linh tinh của đi hồi cổ đó, một đống đây nè. Đó, anh chị nào đang có điện thoại nào bị dây nguồn hư hay cái gì mà liên quan tới thì qua đây nha, em chia lại cho thay nha. Đó, X530 gì nè. Đó, có nhiều anh có những cái máy cổ ngày xưa đó, mà dây nguồn nó không có đó, thì mà đi tìm hoài linh kiện không ai làm có bán á thì nghiên cứu nha. Đó, dây nguồn này cũng hiếm nè. Này chất lượng 5 2G, đúng rồi, Z520i nè. Đó, để làm 8G luôn. Nokia 3600S. Gì? Đó. Nói chung là cái anh này là ngày xưa anh làm điện thoại mà vẫn anh bỏ nghề lâu rồi. Dây nguồn 6600S nè. Bỏ nghề lâu rồi cho nên ổng không còn dư đấy, ổng này ổng không làm gì cũng cho em. Này giống mic Nokia cái gì, mic Motorola V3i nè, mic nói chuyện nè. Đó, Samsung dây nguồn tùm lum nè. 5610. Đó, đó, anh nào nhớ nha. Đang có máy mà bị hư mà đi tìm nhiều nơi không có ai dây nguồn bán á, thay á thì cứ coi được qua lấy nha. Đó, nhiều lắm. Ý, ý, ý. Ui giời. Đó, nhiều lắm nha chị, tùm lum từ lưa tà le hết trơn á. Đó, E66 có luôn nè. Đó, nhớ nha, Sony W850i nè. Đó, sáu là con S E65 là 96 luôn. À, ngon à, ngon à, nhiều luôn nha. E250 nè, M610 nè, T629 gì nè, tùm lum tùm lơ hết trơn. Sony đúp 580 đó, dây nguồn tem Nokia ngày xưa nè. Đó, ghê không, tem chính hãng nha anh chị. Đó, tem chuẩn luôn á, ghê thiệt nè. Metro này nhớ không, đó, quá dữ. Nói chung là rất là nhiều, ông kêu qua ông hốt đem về thôi. Đó, đó, vậy coi nè, FPT luôn nè, thấy chưa? Ghê không? Dây này quen quá. Không nhớ gì, T25F20. Đó. Đủ thứ món ăn chơi. Như nguồn 5253 nè. Chỉ phím không là cụ rồi, cụ đi thôi cổ. Nè, dây nguồn nè, nhìn không biết cái gì luôn. Dây nguồn này chắc là như máy dữ không á. Đó, B990i nè, thấy chưa, ghê thiệt, đếm mỗi tay luôn á. Này có gì hết bỏ luôn. Đó, ôi trời ơi, 6288 nè, thấy không, 2650. Kính của máy gì ta, à này kính của 5310. Đó rồi, sơ sơ thôi,
nào có cần gì qua đây nha, ok ha, luôn luôn có sẵn, hỗ trợ anh em thôi nha. Ây da, mỏi tay quá. Rồi, ok anh chị. Đếm nhiều quá, đếm không nổi rồi, mỏi tay quá. Rồi, ok.